Đấy. Rồi. Được chưa? Đúng rồi. Ốp đây. Này sang ảnh khác đây. Đây là chụp cái này này. Đấy. Rồi. Đây. Đây cái này là nó là Phật Quan Âm này, nhìn này, nhìn này. Cái lần nháy này là không bấm điện, ban ngày chụp. Tối đến ấy, điện. Bà gái chuyên vào đây hầu bóng, đây là thích chất là cái này. Thằng này là xăm hôm nào con về quê đó. Hai con rồng con đại bàng. Xăm bằng kim ấy, không bằng máy. Hôm nọ con hỏi kia rồi, nó 10 triệu tiền công con không xăm. Ôi giời. Xăm gì mà nhiều tiền thế? Nó lấy mấy triệu. Đâu biết khoa là khoa nào. Nè. Cái gì đây? Cái này bệnh viện này nè. Chú à. À, chứ sao mày chụp cả trên bệnh viện này? Vào đấy, thằng em nó làm bên khoa gây mê mà. À. Quan hệ còn ông anh như này, bằng tuổi nhá. Chi trên này này. Lấy vợ. Hơn tuổi có con riêng mình cả chồng lấy vợ rồi. Không mất cái gì. Trên răng với các tút mang mỗi lên được xong. Ông đại gia này, nhà gia đình ông này. 43 in này. Hát cao kê lue này. Đấy, cái loe gọi thơ, gọi cụ. Đây này, chỉ ăn đánh bạc nuôi con sắm đồ. Ở nhà ông ấy. Thế đây là đi Sapa mua điếu rồi. Ông anh à, nhìn chụp bên Tây này. Thằng này to này mà chụp. Đấy, đây là hai bạn thân này. Thiếu nhau đéo chịu được, phải điện. Đây. Đấy. Thằng này thằng nào? Ờ, Tây. Đeo ông nào thấp đấy, ông nào thấp đấy. Ông nào ở giữa đấy? Thằng cô gái bằng tuổi con đấy, 79 đấy. À, làm gì? Thằng này chỉ nhà chơi, chẳng làm gì hả? Ồ, không làm gì á? Rằng chẳng nhường chỗ ông. Ôi giời. Đấy. Răng trắng là quý. Nhà thằng này nó kém con một tuổi này nó. Nhưng mà nó này, cha hơn một cá na đấy, vợ 82 nó 81. Nó làm nhà ác này.